Hôm nay, người dân Nam Bộ quay trở lại đi học và đi làm. Nắng nóng thì liệu có giảm bớt để mọi người đỡ vất vả hơn hay không thưa chị Hồng Quyên? Xin chào ngày mới anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Sang hôm nay thì dự báo khu vực Đông Nam Bộ vẫn sẽ tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng, có nơi còn xảy ra nắng nóng gay gắt. Còn ở miền Tây thì cũng có nhiều điểm nắng nóng. Nóng nhất thì phải kể tới là Đồng Phú và Biên Hòa, 37 độ. Các nơi khác như Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc, nắng nóng nhiệt cao 35, 36 độ. Các nơi còn lại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong khoảng 34 độ, trời cũng khá nóng. Nhiệt độ mà tăng cao, nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do bị sốc nhiệt. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian là từ 11 giờ cho tới 15 giờ. Khi mà làm việc thì nên chọn đồ rộng, nhẹ, có chất liệu cô tông thoáng mát. Còn khi ra đường thì cần mặc kính, tránh quần áo quá dày và tối màu vì có thể dễ hấp thu nhiệt. Đặc biệt là trong thời tiết nóng như hiện nay thì cần uống khoảng 2 cho tới 3 lít nước mỗi ngày. Trái ngược lại với cái nắng nóng gay gắt và bầu không khí ngột ngạt chốn đô thị, thành phố đảo Phú Quốc ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 32 độ, cộng với gió khoảng cấp 2, cấp 3, thổi đều giúp cho bầu không khí ở đây trở nên thoáng đãng hơn. Về chiều tối thì lưu ý có thể xuất hiện mưa dông nhưng mà với lượng không lớn, dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang dự báo sẽ có mưa dông một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, độ cao sóng không quá 1m50, an toàn cho tàu thuyền ra vào đảo.